Hello cả nhà, buổi sáng vui vẻ. Suka chuẩn bị đổ bánh xèo. Bữa nay chính tay Suka đổ luôn nha quý vị. Hãy theo dõi coi Suka đổ bánh xèo như thế nào. Cái nón màu đen này là của anh Trường hôm bữa tặng cho Suka. Suka nhớ đổi hoài luôn. Mời cả nhà cùng xem tiếp video nha. Suka bữa nay đổ bánh xèo nha. Đang công đoạn lặt bông điên điển. Mà bữa nay đổi cái nón này thấy lạ lắm nha. Cái nón này của cái anh kêu anh gì bốn người thôi, không có cho lại nữa. Anh gì vậy? Nhà. Nón của anh gì? Nón này của anh. Anh gì? Anh Trường. Anh Trường ha. Đổi nón của anh Trường ha. Mày nhớ anh Trường hay vậy? Không. Anh đừng có kêu nữa má ơi. Có nhớ anh Trường không? Suka. Suka. Không. Anh về anh có điện không? Suka. Này. Anh Trường về có điện không? Hút máy luôn. Không trả lời. Ổng điện hút máy luôn rồi. Điện hút máy là gì? Là ổng điện. Là cháy máy. Điện cháy máy luôn hả? Trời đất ơi. Rồi 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 Suka có bắt máy không? Không. Trời đất ơi. Không ăn không có lắp bắt máy. Như kỳ á. Nguyên ngày. Uống trà sữa, ăn nguyên con gà. Rồi ta tặng cho cái nón. Rồi tao tặng cái bông hoa đồ mà không có nghe máy gì trơn trời. Hai chữ gà gù vậy hả? Tuyệt tình chứ vậy? Rồi sao tao tặng đồ rồi uống trà sữa giùm luôn mà sao người ta điện không bắt máy? Kỳ gì? Kỳ ta. Làm gì rồi người ta buồn rồi sao? Chữ này ha, tao điện không được, tao không biết ở dưới đây sao đó, chắc tao về nữa quá. Chắc Trung Thu về nữa quá. Sắp tới Trung Thu nữa rồi đó nghe Suka. Dạ, em. Suka hôm nay đổ bánh xèo nha. Tự đổ luôn nha. Em không biết làm đâu nha. Làm thử coi. Bữa đó. Nay là tự đổ chứ không có hỏi mẹ, không có làm gì hết được không? Đó giờ có đổ chưa? Ủa. Đó giờ có đổ lần nào chưa? Anh nói chưa mà. Chưa luôn hả? Có. Đó nào. Chưa. Cô nói kìa. Nói có kìa. Sao mấy bà đổ có cho biết đâu. Anh nói giỏi hơn tận. Đổ nón kìa. À, anh đổ. Quay ra sao ơi, quay. Miễn sao ra cái bánh xèo. Giống như bánh kẹp vậy đó, bữa đổ bánh kẹp vậy đó. Dạ. À. Rồi cái nón mà đồ cổ đâu rồi ta? À, cái nón đồ cổ nè. Bữa hôm đâu bánh kẹp nó. Đấy. Thôi học bà bánh kẹp nữa. Ta đang hỏi cái nón đồ cổ rồi. Cái nón đồ cổ đâu rồi? Cái nón đó kỷ niệm bao nhiêu năm rồi Suka? Cháu em cho đó, bạn cháu mình đã cho đó. Cảm ơn giới thiệu với thầy xuống luôn rồi. Đây là cái nón đồ cổ của em bao nhiêu năm rồi? Này mới có 1 năm. À, út nha. Ủa sao vàng vàng vậy? Dính đất. Không giặt hả Suka? Không giặt hả? Có giặt không? Tào mấy anh ra tay không à? Ra tay à? Khoan, kiểm tra lại cây nãy mua đủ đồ để làm không? Dạ đủ rồi, coi. Lục ra coi cây đủ không? Đủ rồi, nước mắm làm rồi đó, còn cái này để dành. Đâu, kiểm tra coi cái gì? Ớt, rồi hành, rồi lấy. Mở ra hết luôn coi Suka. Mở ra hết đấy. Để ngoài đi. Để ngoài luôn ha. Có gì? Rau. Rau. Biết rau gì không? Rau gì? Cái này là rau thơm. Rồi, rau thơm đúng rồi đó. Cái này là gì ta? Tí tô. Có tí tô, rồi. Tí tô. Cái này cải, salad. Cải salad. Phải không? Rồi đúng rồi. Rau thơm. Rau nhái. Rau nhúp cá hả? Rồi rau cần ống không có đây nè. Rau cần ống. Không có lá lốt rồi, không có lá lốt, không có mua. Ờ đúng rồi, ở bên hè kìa lá lốt nhóc chân kìa. Rồi có giá đó nè, rau cần nè. Tới chiều luôn đó, đổ bánh xèo tới chiều luôn. Không, bữa nay là không có ai tiếp hết trơn, để cho Suka là mình ăn. Làm không có, mẹ không chạy nữa. Làm ăn nữa, người ta còn có chồng nữa. Biết làm tới nữa làm kiểu gì? Nó còn nó có chồng đi làm dâu nữa chứ. Chứ mà bắt làm tiếp hoài đâu được. Dạ. Thì phải vậy rồi. Ừ. Chứ thật sự đâu có khéo cỡ mẹ đâu đâu. Ừ. Mai mốt mẹ có chồng rồi sao mà Suka. Mẹ cũng bị có chồng. Mẹ đang giảm cân. Không có mẹ là em không có đòi đổ bánh xèo đâu, phải kiếm thêm một người giỏi mới đổ. Đó, 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 chị đó. Đổ được không? Thì à. Không có mẹ thì Suka là không có đổ bánh xèo một mình được, phải kiếm ông xã về đổ bánh xèo tiếp. Bây giờ là không có ai hỗ trợ đâu, tự làm ơn nè. Ừ, tự làm ơn luôn. Hôm nay là tự làm ơn cho khán giả coi cái tay nghề giỏi cỡ nào.
Nè chị có nón này không? Tặng cho cái nón nè. Cảm ơn anh. Nó mở ra coi. Mở nón kia ra coi. Đội lên coi. Rồi nó giục cái nón không được rồi. Im. Nè nè bây giờ lật màu đỏ phải không? Lật ngược lại. Rồi, lật ngược lại. Gì hả? Thành ra hai màu hả? Ôi. Đó, màu nào cũng được hết trơn á. Đó, được không? Bây giờ quay màu đỏ lên đây, màu đỏ lên sáng hơn. Quay màu đỏ lại. Đem có đưa cái hiệu qua trước. Đưa cái hiệu qua. Ừ đó. Chạy. Ok chưa? Cái nón này mày mà đi bán số được đó. Im luôn. Đánh bài luôn. Suga đi bán số rồi sao? Vậy Suga cho tôi trung thành cắt chỉ. Trung thành cắt chỉ rồi đúng rồi. Suga nó thích cắt chỉ không à? Hỏi cái gì cũng chịu cho đợi đi cắt chỉ không. Ngày 30.000. Giải trí hả? Chắc giải trí hả? Chắc chơi vậy đó hả? Cô ấy nói chắc giải trí hả? Thích nghề đó hả Suka? Thích nghề mai, tại em thích. Mà biết mai không? Suka biết mai không? Biết. Mà trong nhóm em giỏi nhất. Em giỏi nhất luôn hả? Nhưng nó hồi lúc trước giỏi lắm mà. Lúc trước biết mai không Suka? Biết mai. Nhưng mà trong nhóm em bạn em giỏi thiệt tình, ra tay hay thiệt. Ra tay. Dạ. Tối ngày người ta không ạ? À? Thiệt tình không giỏi vậy đó. Bạn của em giỏi giỏi mình, mà. Mình có cái gì để khen cho khán giả xem không? Khen người ta không ạ? À? Anh lớn gành lắm hả? Ngày mai anh gành cho anh lớn. Đến chủ sườn mai mà. Bữa nay quay mà không có thằng em nuôi mình ha. Biết ai không? Với em nuôi rồi. Dạ. Em nuôi mình đó, nhớ ai không? Thằng cu lượm. Nhớ. Đó qua cái là náo động hết trơn ha. Phải sớm giờ có cu lượm hai chị em lật rồi. Lượm là mau lắm. Chút alo cho cu lượm bay máy bay qua ăn bánh xèo coi. Siêu điện cho cu lượm nó chuyện nha. Nó chạy qua luôn hả? Đi máy bay. Cú lộm nó chạy chiếc xe cúp 50 đó. Ừ, ngủ đi, anh ngủ đi sao hồi nãy nó không ngủ nhở? Thế nào? Nó chờ cho nó đâu có chạy xe. Ê, đem về cho nó được không? Ừ. Đụng về, anh đụng về cho nó hả? Anh đụng về anh ăn luôn. Tình thật đó thiệt. Thôi bây giờ gửi shipper được không? Không, cho cú lộm nha. Cú lộm nha, mấy cái. Gửi về cho cú lộm 1 cái, 2 cái gì đó, 2 cái đi. Cô gửi cho mẹ, có mẹ cú lộm không? Ở bển cũng cô Út nữa đó. Ai biết cho nhiêu cái thì coi chiên đủ bao nhiêu cái đó. Mẹ em kìa. Ừ. Có cục cưng cục vàng mẹ đâu mẹ? Mẹ cục vàng đâu rồi? Mẹ cục vàng đâu rồi? Mẹ. Mẹ. Ủa mẹ em làm cái gì cũng được á, tại em dở hơn mẹ ăn bật. Em dở hơn mẹ. Thế tình em mà cao đầu như mẹ đâu. Sao? Em dở hơn mẹ ăn bật đó. Vậy hả? Bật đâu bật, dở hơn mười bạc. Không, mẹ làm sao gì cũng ngon. Thấy không? Mẹ làm đủ thứ. Mẹ ơi! Kêu mẹ truyền nghề cho Suka đi bán bánh chuối đi. Mẹ ơi! Trời ơi! Bán bánh chuối em gành rồi. Vậy bữa nào em đi gành bán nấu đi. Rồi. Thôi. Đi bán thì người ta làm chủ ha. Làm chủ em không, hơn làm mướn. Em gành nghề bánh chuối lâu rồi. Gành nè ha. Em gành nghề bánh chuối lâu rồi, mẹ dạy lâu rồi. Nhưng mà có đi bán lần nào không? Hả? À, có đi bán chung với mẹ không? Không. Mà em Út của em cũng biết nữa. Nghề bánh chuối là gia đình của em là gành rồi. Nghề gia truyền đúng không? Nghề gia truyền của ba mẹ đó. Đi. Mẹ em giỏi lắm, mẹ em truyền lại cho em đó. Thu Ga có giỏi không? Nha. Em thì dở hơn mẹ. Ai. Đúng rồi. Giỏi bằng thiên hạ. Bị mẹ khai chân kìa. Thu Ga giỏi bằng cho thiên hạ không hả? Rồi bị mẹ nói cái trơn rồi xong rồi. Vậy bằng cho thiên hạ không ha. Mẹ giỏi ghê ha. Rồi lật cái đó hoài nãy giờ chưa xong. Chưa không anh nào tiếp đâu mà ghê. Không rồi đâu mà tiếp. Không cái đó khỏi lật đâu. Không cái này lật lộn nè. Chưa. Rồi gì được rồi đó, lật cái chưa. Khác đi. Lật cái khác còn hồi rửa. Chưa lại đi. Không mình chưa. Ít thôi. Tức là có mấy anh nè, có vài người ít mình thôi, nói chưa mình đủ ít thôi. Làm gì nó mì đúng rồi. Nó mì hả? Mì hả? Rồi bây giờ mình lật rau đi. Rau đi. Rau đi, Suka lật rau đi.
nhiêu đó đủ làm rồi. Suka ơi, Suka bữa nay không có anh Trường buồn quá à. Không có buồn, hay không, không biết. Thôi em không thích anh đó đâu. Này cao cần ống anh lặt gì nha. Tối nay là anh Trường xem cái video này nè, bây giờ nói với anh Trường cái gì coi. Anh hồ hồ. Anh Trường gì không? Không. Ai không nhớ là không có ba con cua đâu nha. Nhớ mới có ba con cua đó nghe, cua biển đó nha. Còn không nhớ là không có cua đó nghe. Nhắn nhủ anh Nguyên nhắn phải có ba con cua. Nói giỡn như này. Nhắn cho anh Trường. Nhắn cho anh Trường. Trời trời xin cua hoàng đế luôn trời. Nhắn cho anh Trường á. Nói anh Trường ơi nhớ mua ba con cua hoàng đế cho em. Anh đó. Trường hơn nhớ mua ba con cua hoàng đế cho thì Dương. Đó. Ai Suka hả? Con cua hoàng đế nó ba lớn nè Suka. Nó bự lắm. Anh Trường ơi nhớ mua ba con cua hoàng đế cho em nha. Con cua bự thiệt là bự. Cua bự ha. Cua cái càng phải không? Càng bự phải không? Rồi kiểu này là chắc tôi nghĩ chắc mai mốt thật lễ nó không xuống nữa quá. Xuống rồi nghe nói tại, cua đấy. Ai hết tiền hả? Thầy Dung cũng hết tiền. Ba con cua đó đâu có nhiều đâu. Cua biển mà. Cua hoàng đế mới thốn. Cua hoàng đế còn 4-5 chai. Ba con mấy chai được rồi. Ừ. Ảnh nha, ảnh nhớ nghe kìa trời. Mình nên ảnh nhớ nè, ảnh nhớ thì Dương mỗi ngày rồi. Mình nên Suka là một con nữa. Ăn hết không? Đó giờ có ăn lần nào chưa Suka? Dạ không có. Không có ăn hả? Không có. Có ăn cua biển chưa? Chưa. Chưa ăn luôn. Tí tao bỏ cây cộng. Không lẽ để cây lại ăn. Nói chuyện bằng rồi lật tốc độ luôn kìa. Chừa cái cây đi. Bỏ cái lá đi. Cái đó là cái gì? Cái này là rau, này là rau dịnh á. Rau gì? Cái này là salad. Cải salad. Salad ngâm muối nè. Ừ. Chút xíu để vô cái thau nước rồi cái mình để miếng ngâm. Muối vô mình ngâm cho nó sạch. Đậu bánh xèo. Ủa nó này có tép đấy ha, có tép ngon nha. Ủa, nãy có đậu xanh không ta? Không, có mua tép gì đâu. Nãy có mua đậu xanh không ta? Không, ở nhà làm bánh có đậu. Mẹ còn đậu xanh không mẹ? Đậu xanh mà chưa, không có xay gà. Gà luôn đi. Anh biết làm ha, còn này hơi dở ẹt à. Anh cũng biết cũng không có. Anh chỉ biết là ở trong cái nhân nó có cái gì thôi chứ anh có biết đổ đâu. Đó sao anh biết đậu xanh? Còn thì anh ăn bánh xèo nó có đậu xanh không? Tại ha. Vậy rồi em út đi. Bây giờ Suka nói giờ có anh nào chịu đổ bánh xèo không về đổ giết đi em đang làm của mình nên mỗi tay quá. Thôi em thấy người Việt người nào cũng giỏi hết rồi à, em không có nha dám chắc đó. Người nước ngoài không có giỏi ha. Người nước ngoài không giỏi sao trời. Hả? Người Việt nó giỏi hả? Suka, chịu có chồng nước ngoài không? Không. Cái đường của em làm ăn không kêu hoài đó nó bích đường còn kêu lấy chồng hoài. Bích đường còn kêu lấy chồng hoài đó. Ủa nó có liên quan gì đâu trời. Lấy chồng rồi mấy anh nhờ được mấy gì. Cái gì nói vậy nó. Em nói không có chồng mọi người nhờ còn có chồng rồi ai nhờ nổi. Có chồng không? Chồng nhờ. Trời ơi chồng. Nhưng mà có chồng chồng anh mấy anh lại quay giống quay bình thường. Chồng chồng rồi làm mấy anh không có quay được đó. Vậy đó hả? Có sao đâu, bây giờ lấy chồng là phải giao cho quay. Không, nữa có chồng nữa tôi đi đưa dâu, tôi quay, đưa dâu. Thôi. Quay, thôi. Ồ, mẹ ơi, thôi mẹ ơi. Ừ. Quay cho phim đám cưới luôn. Tôi ưu tiên tôi đánh ọt miễn phí à. Thì đó chưa, anh Thảo ưu tiên. Gà Lê Thanh là làm MC miễn phí. À, Lê Thanh là MC miễn phí luôn. Chịu không? Ơi, anh nghỉ được nửa ngày hả? Hôm qua anh mai anh làm được nhiều không? Ai xịt cái gì trời? Người ta đang nói cái ai xịt kiến hả? Mà qua cái vụ gì đâu không? Thôi, năm nay anh mỉm đi. Năm nay 5 tuổi hả? Vậy là sang năm lấy chồng phải không? Hay ở vậy đi mẹ nhờ hơn. Bây giờ nói khi nào lấy chồng để anh Trường biết anh Trường xuống nè. Không. Sang năm phải không? Để anh Trường đợi. Nói gì cho khỏe. Giờ đang chờ ai nè, nói đi, tại sao mà không chịu? Giờ đang chờ ai? Suka đang chờ. Ở vậy mẹ nhờ hơn. Nhờ mà.
ở dị mẹ hoài hả? Không lẽ dạ, ở dị mẹ nhờ. Không mẹ em không lẽ mẹ nuôi hoài. Mẹ nuôi hoài suốt đời ha. Chị trời. Ở vậy nuôi mẹ. Nữa mình phải nuôi mẹ chứ. À, kêu em lấy chồng chi nữa. Ở vậy đi mấy anh mới nhờ. Nhờ gì? Nhờ em nè. Nhờ sao không? Gì? Nhờ lại đổ bánh xèo cho ăn hả? Dạ. Nhờ gì mà nhờ. Nhanh lên đi, lâu lắm rồi, nãy giờ chưa xong nữa. Dạ, đợi em chút xíu má. Em đi hái lá kia nữa. Lá gì? Lá đó gọi là lá gì vậy mẹ? Lá muôn rồi. Dạ. Rồi, tao ơi. Trong trong bịch bộ bánh xèo như có nghệ sẵn. Có nghệ mẹ ơi. Trong cái bịch có nghệ sẵn. Trong bịch bột đó là nó có nghệ rồi. Khỏi bẻ lá lốt đâu. Thôi đi, lá lốt khỏi đi. Lá lốt ít nấy nữa hả mẹ? Lặt hết nó đi rồi thôi đi bẻ. Dạ. Dạ con biết rồi, để con chút xíu con bẻ. Lặt hết cái này là bỏ cái này. Anh chua gì hết mà anh kêu trời ơi em búng tay luôn nè. À. Mặc ra hai tay nữa lặt nhanh lên. Dạ. Tốc độ trên bàn thờ cũng nói. Chưa được, chưa chưa. Anh không có tiếp em gì hết trơn. Bắt quay phim sao tiếp đó. Đây mấy anh bắt mua mắt quay phim mà. Phải ghi hình lại mới được cho bà con xem bữa nay là xem là Suka xinh đẹp sẽ làm món bánh xèo như thế nào. Đúng rồi không đó. Biết là có ăn được hay không. Im con mẹ em làm hả? Không được. Đúng rồi đó. Chính xác. Mấy bà thờ xưa đúng là bà nào cũng giỏi. Làm sao là bữa nay là để khán giả khen là 10 điểm mới được nha. Gà đó gà gì Suka? Gà này gà thơm. Gạo thơm đúng không? À, rồi cái gạo lá tròn tròn kia là gạo gì? Cái nào? Đó. Cái đó hả? Cái này là giúp cá. À đúng rồi. Giúp cá nè. Đi xuống dưới hái là hái gạo nữa thôi mẹ, lấy cái thau bự ấy không? Sạch hết chưa? Ai để rồi vừa xuống sông giữa luôn. Rồi lên nhà để muối vô nha. Chết mẹ. Không ai phụ em hết chưa? Lên, mọc thêm tay nữa làm lên. Là anh rồi. Thì anh nói nè, để nó vô làm nhanh hơn. Mấy phút rồi, nãy giờ chưa lặt trăm rau nữa. Tao díu rồi. Nhanh tới, nhanh lên, nhanh lên. Lên. Tốc độ gì đó, tốc độ gì, tốc độ bằng thờ á. Chà nhanh lắm. Nhanh đồng ghê, chậm hơn lần. Chú gà thích bánh xèo phải không? Dạ, nghĩ rồi không có gà món nữa đâu, gà món nữa à. Mai ăn cháu gà đậu xanh. Trời ơi. Ngày nào cũng kêu thì cho hết rồi nấu. Anh nuôi em hả? Chị nuôi em hả? Ủa sao mà Suka phái ăn gà vậy? Không ai ăn gà. Ăn gà này bổ. Giỏi. Ăn gà là giỏi, giỏi. Hả? Phải tại nó bệnh đó, nó bồi dưỡng. Nó giỏi. Ăn gà là giỏi đó. Ăn gà sao mà giỏi là kiểu gì? Thì có sức khỏe giỏi. Có sức khỏe giỏi để đi cắt chỉ ngày 30.000 phải không? Dạ đúng rồi. Sao cũng nói tôi là nói cũng là đam mê cái nghề của chị. Đúng rồi anh. Người ta bệnh sao đi làm được. Cắt đúng chỉ không? Luôn năm. Cắt chỉ cố lên. Hồi xưa thì chị của em, cái bà chị mà con của chị Diễm á, bà dạy mấy cái đồ này nè. Mẹ dạ. Không có biết làm. Có đi học làm thợ may không? Có, từ từ qua bà Quyền bà dạy thêm bà nữa. Bà dạy từ từ mới làm được. Có may được bộ đồ nào không? Chưa có may được bộ nào hết. 4-5 năm rồi đó mà còn dở vậy đó. Dở hoài vậy đó hả? Ừ. 4-5 năm rồi đó mà em chưa được làm được gì. Nhớ. Trời ơi có 2 triệu à. Có 2 triệu mà trời. Có 2 triệu mà. Có 2 triệu bây giờ làm cho bà chính cắt chỉ không mà ít lên bằng cân đó gần em may tay với mà lai. Giờ con có 900 à. 900 nhiều khi không có lại. Chưa có tính gì hết trơn. Mấy đứa con chưa tính nợ gì hết. Làm có được gì đâu không gài á. Vài bữa người ta trả con dạ. Con
Ngày mai 17 ơi. Hồi ăn bánh xèo không? Hồi ăn bánh xèo bé ơi. Kêu bảy qua hồi ăn bánh xèo siêu ngon Suka làm kìa. Gỡ cũng đá đi ngày mai. Còn con này bữa nay con chiên bánh xèo ăn không? Bảy nhà. Dạ. Đi công chuyện thôi, cho bằng cái hai cái chịu không? Không. Ăn không? Tại cũng có bà có gì bà cũng cho. Chơi rồi. Bảy bình thường lắm á. Thương. Gần. Giống như anh lớn thương em vậy đó. Cố. Anh lớn có thương Suka không? Đúng rồi, anh thương em bút mà bình thường. Anh thương em mới làm chứ không thôi em ăn khô quẹt không, em khỏi ăn chiên anh. Thương mới làm nhà bánh xèo cho ăn nè. Gì đó hả? Không thương ai ra tay làm. Vậy là bữa nay là làm bánh xèo là dành cho anh lớn đúng không? Tặng cho anh lớn đúng không? Thương anh chị mới làm cho anh chị nè. Có sức khỏe làm việc. Ta thương anh chị Thảo rồi. Có sức khỏe. Có sức khỏe đi các chị. Có chứ, sức khỏe mới làm được nhiều chuyện. Mẹ anh Linh cứ khui cái gì cái đó là niềm đam mê của em ra hoài. Em mới có ép keo mà. Ép keo mà. Ủa giỏi sao qua tết keo rồi. Ép keo cho mấy bả mai thành sơ mi. Ngày mơ mấy bả mai thành sơ mi. Xong chưa? Chưa xong, chút xíu nữa. Bữa nay là Suka phải làm hết nha. Dạ. Làm hết. Kêu mẹ chợ Suka giúp đổ. Thôi phải chợ giúp chứ. Tại giỡn mà. Suka phải đổ cái bánh xèo sao đây tôi coi giống như cái bánh kẹp được không? Đừng đổ cái bánh kẹp giống như cái bánh kẹp của cô Lộn đổ nha. Ơi, em dỡ được không? Cho em không đổ được không? Không hả? Bây giờ là chỉ cho mẹ chỉ làm thôi chứ không có cho mẹ cho giúp nha. Chồng không, cái thì Dương dỡ tôi. Anh nào phải cho nó học tư sổ. Bữa nay là chỉ làm, chỉ Suka làm hay cô nghe, đừng có trợ giúp nha cô nha. Đúng rồi. Đúng rồi, con Út, Út không có làm luôn. Ai em mà làm giỏi quá không được anh ơi. Bữa nay là cho một mình tự lực cánh sinh đây. Út chỉ đứng ngoài chỉ thôi, còn cho Suka nó tự đổ. Mẹ không có cầm cái chảo nè, đổ bánh xèo là phải lặt qua lặt lại vậy nè. Đó. Biểu diễn đâu. Trong nhà có chảo chống dính không? Biểu diễn. Ơi sao mấy cô đứa đó nó làm hay vậy? Đó, có chảo chống dính được đó, im đó. Chảo chống dính ở đâu có gì mẹ? Chảo chống dính bự đó, là cái chảo chống dính đó. Chứ không phải chảo kia. Anh thằng ơi. Cái chảo chống dính dám lấy miếng cước lắm à. Dạ chắc tư luôn. Vậy là dính gì nữa, chóng gì nữa. Phật ơi, kỳ chảo. Cái chảo đó ra chị. Chảo trong dính của người ta mà lấy cái miếng cước chùi. Sao chùi vậy Suka, thấy nó đen quá vậy. Nó đen, chắc thấy chảo thấy nó đen vậy. Nó dơ. Kỳ vậy lắm. Chùi xong cái chảo trong dính thành chảo thường luôn hả? Đúng rồi. Chảo trong dính màu đen, chùi màu trắng và bóng lón ha. Đúng rồi. Đâu chút xíu cho tôi coi cái chảo đó nha. Tôi lấy lại cái chảo đó nha. Cái chảo gia truyền của bà ngoại cho. Cái chảo gia truyền của bà ngoại cho anh cho. Cái chảo gia truyền của bà ngoại cho đó. Cái đèn mà ở trên làm là hết. Ông đưa vô cho Suka cầm cái đó. Dính ra đây nè. Sao mà mấy bà nó có làm cái đèn là chứng dính phải không? Dính đó. Rồi, nó chà mà ghét mày trắng tươi luôn vậy hả? Trắng tươi. Bỏ lớn luôn ha. Tôi nói cái chảo gì đem thui. Chà tôi không hay luôn. Ở trần hang lặt lên là chắc gòi xong rồi. Xong luôn rồi. Bà mẹ em giỏi bà tài tình lắm. Chủ món gì mà cũng biết nè. Đúng ra giỏi. Nó giỏi mày. Giỏi. Nó em chùi cho nó giỏi. Rồi nữa. Giỏi ha. Chưa xong. Công nhận ha. Cái chảo xịn thành cái chảo thường luôn ha. Hay à. Tại có người thôi. Chà quay vậy đó ha. Chà chừng nào mà sạch thôi ha. Còn ở trên sao không chà đó chắc. Ờ nó còn cái chuyện cho đen cho nó là chà. Bà cho lần lâu rồi anh ơi. Mười mấy năm rồi đó, vũ chưa. Chắc hồi lúc em nhỏ, hồi nhỏ chứ lớn cái gì bà ngoại cũng vậy lo cho. Nó lấy ra chà đó hả? Chà tới mười mấy năm đó giờ. Mười mấy năm trắng luôn. Quá dữ. Trời nó tê cái chân kìa. Lạnh hết tê. Mới lật rau nè, mới có mười mấy phút rồi tới chân này. Không dám đâu, làm hồi sáng tới giờ đó, bây giờ phải tê thôi, làm nguyên ngày luôn mà. Làm cái công việc khác. Là
quá giỏi làm công việc cắt chỉ quá giỏi luôn, xếp hàng với bà Suka mà không giỏi ai giỏi vậy, thấy không? Các bà mẹ chồng hôm nay để ý nha, thấy Suka giỏi chưa? Nhờ mấy anh giỏi á, chứ không hay mà. Anh có làm gì đâu. Nhờ anh này nè, à ơi. Nhờ anh nào không giỏi mà, nó không giỏi sao nó giỏi hả? Mấy anh chỉ ngồi quay phim thôi chứ có làm gì đâu. Chứ không thôi em lộ bà chính em làm tới chiều luôn rồi. Trời, chiều luôn à. Chứ em về đây em ngủ xong em đi vô, em vô làm lại á, em về đây em chơi một chút tiếng làm vô là em đi nữa hả? Vậy đó hả? Làm tới chiều mấy giờ mới về? Khoảng 6 giờ mấy. Sao mấy tối chiều hả? Mới về tới nhà hả? 7 giờ luôn, có khi 7 giờ. Bây giờ ít lợi đó. Rồi về tới nhà rồi ăn cơm nước xong rồi mấy giờ đi ngủ? 8 giờ, 8 giờ mấy. 8 mấy hả? 9 giờ ở có đây, khi... Ở đây chắc tối, chắc buồn đó ta. Buồn theo có gì đâu. Có ai đâu phải không? Phải có TV cũng đỡ buồn. Không có TV. Có chịu TV không Suka? Trời ơi, tiền đâu mấy rồi hả? Bây giờ nếu có TV là xem, mình xem cái gì? Xem hả? Xem phim. Phim gì? Phim gì? Thôi kêu chịu anh Trường đi là anh mua cái TV. Thôi em chịu chắc gọi đệm luôn. Nào cũng là anh Trường hết hả? Anh hả? Không mấy hả? Không mấy thì anh khác. Anh khác đi. Kiếm anh nào yên hơn coi. Trời kiếm gì? Nói gì? Thôi kiếm anh khác đi, anh nào đi im em. Vậy là không chịu anh Trường hả? À. Nói gì anh Trường tối thôi ảnh điện em không có nghe máy đâu nha. Mệt quá mà cũng rồi, vậy là tối nay anh Trường buồn dữ lắm rồi đó nghe. Anh Trường anh buồn rồi. Nói vậy thôi chứ mình cũng phải cố gắng nha Trường ơi. Thôi thấy vậy đi, nó dễ thương hơn. Phải theo đuổi từ từ mới được nha. Thấy vậy dễ thương hơn á. Nản chí là rồi đó. Nản chí là thua đó. Muốn chơi, muốn chinh phục được trái tim của Suka là phải từ từ vậy đó. Có thời gian. Thấy vậy sống vậy vui hơn á anh lớn. Ha. Đúng không? Thấy anh em vui hơn đó không? À. Đúng ai biết à. Không phải không? Phải không anh lớn? Mà khóc hu hu. Thấy không? Anh em vui hơn đúng không? Suka. Nhiều khi dắt nói thì bằng thấy đúng không chị? Thấy không? Thấy vui hơn ha. Ở ngoài nói vậy đó, tối nằm ngủ ôm mẹ khóc hu hu. Thôi đi, em thấy em ôm mẹ là chắc ăn nhớt rồi. Khóc khu trời ơi. Em thấy trời. Em ôm mẹ em là chắc ăn nhớt rồi. Tôi giờ 34 tuổi chưa có chồng. Em có chồng 10 năm rồi. Rồi đó, tới giá đó. Giá đó làm cái gì vậy? Giá này bả làm bắt đầu. Rồi đó mẹ ơi, coi nè phụ con. Ủa gì mà kêu? Chưa bắt.